Chào toàn thể anh em Minh Âm Thanh cho Toàn Quốc nhá. Cảm ơn toàn thể anh em đã đến kênh điện tử Phương Lưu, Loan Tép Phương Cháy giao lưu. Đấy, để cho đỡ mất toàn thời gian của anh em, thì mình sẽ làm hôm nay mình sẽ lại làm riêng một cái video, đó nghĩa là loa tép mẫu 250 nhá. Đấy, mẫu 250 để cho anh em vào, có thể là mặc dù đã có rất nhiều video rồi, nhưng mà để liên kết với toàn thể anh em, hôm nay mình sẽ làm những cái video. Có thể là rất cận cảnh hơn để cho anh em, có thể là nhiều anh em là cứ băn khoăn không biết lấy loại nào, thì hôm nay mình sẽ chỉ làm một mẫu 250 nữa thôi, cũng 2,5, để cho anh em có thể là vào tham khảo và mua cho mình một đôi tép về để đặt lên nóc loa, thì nó sẽ cải thiện cái chất âm cho toàn thể anh em. Đấy, loa tép 250 này thì nó có thể đánh đứng đẩy 24 âm đi 4 sò 8 sò 12 16 20 đẩy 24 được hết. Loa thì loa bát bốt này, 20, 25 này, bát 30 BMB này, loa cây này, được hết anh em nhé. Loa cây cao 1m1, 1m2 đấy. Đấy, chúng ta sẽ về đến đặt lên nóc loa. Đấy, đặt lên nóc loa là chúng ta có thể là cái dây đây, chúng ta có thể đấu đặt lên nóc loa như thế, và chúng ta có thể đấu trực tiếp vào đít loa luôn, hoặc là đấu trực tiếp âm ly cũng được. Thì nhiều anh em là cứ hỏi đấu đít loa hay đít âm ly, vì là đít loa với đít âm ly cũng là một, vì nó có cái dây điện nó nối với nhau, thì anh em có thể đặt ở bàn và đấu trực tiếp âm ly cũng được, và đấu trực tiếp cái đít loa, cái chỗ cái dây âm ly người ta đấu lên đấy. Còn đối với loại nó có cái giác canon á, giác canon như thế này chẳng hạn, thì chúng ta có thể chích từ cái đoạn từ cái chui này ra 10 phân, chúng ta lấy cái kéo chúng ta chích, nó thò cái đồng ra là chúng ta để lệch khoảng 5 phân đi cho nó phải chập với nhau, xong chúng ta sẽ đấu luôn nó vào cái chui đấy cách 10 phân nhá. Đấy, thì chúng ta bọc băng dính vào cho nó phải chập, và chúng ta lấy thử thử âm thanh thôi. Và giờ đây mình sẽ cho anh em thử thử cái chất âm nhá. Vì là anh em hát karaoke với mức cái bộ dàn 7-8 triệu, 4-5 triệu hoặc chục triệu đổ lại, thì nó anh em cứ mỗi một lần hát karaoke là chết tép, thì bây giờ chúng ta không sợ nữa, chúng ta sẽ vào cơ sở mình và xem kỹ cái video này rồi mua cho mình. Đây là một cái loại 250 thì với giá rất bình dân, nó chỉ là 500.000 một đôi, bao ship toàn quốc, chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm nhá, bảo hành 1 năm. Số điện thoại mình là 0973 533 269. Đấy, anh em có thể về hát thoải mái. Về mỗi cái mình sẽ nói qua về cái mẫu loa. Đấy, loa đây. Đây, đây cái phễu này là 12 x 12 này, chữ vuông nhá. Đấy, còn cái đường kính 500 là 8 cm, còn côn 2,5 nhá. Đây, là trong cái bầu này là nó có phân tần ở trong này. Đấy, và tụ. Đấy anh em nhá, đây là có một cái đèn, đèn đây để bảo vệ côn loa đây. Là mình sẽ làm cái mic để cho xem anh em đèn ở đâu nhá. Cái đèn nó chỉ sáng khi trong cái trường hợp chúng ta làm zoom mic hoặc mở to thôi anh em nhá. Đấy, nhiều anh em là mua về thì cứ mở cái đèn nó hay bị sáng, thì anh em có thể chỉnh lại những cái phân tần đầu vào như là nâng tiếng này, bạc xì đấy, để làm cái tín hiệu để cho nó mềm đi. Đấy, thì nó sẽ không bị. Với anh em mà muốn nghe nhạc mềm thì anh em chỉnh đừng để cho nó sáng, nó mà sáng như thế là nó báo dấu hiệu quá tải ở cái ngõ phân tần đầu vào rồi, anh em có thể tự cân chỉnh anh em nhá. Đấy, cái bóng này nó mà cháy thì chúng tôi đã kèm cho anh em một cái bóng ở trên nóc này rồi, đây băng dính nóc đây, là anh em có thể rút ra và có thể là cắm vào và thay thế. Và đôi lúc trong quá trình vận chuyển thì nó có thể là bị gãy chân bóng này, bóng đèn này có thể rút ra cắm vào anh em nhá. Đấy, anh em có thể là rút ra và cắm vào, thế là việc dùng thôi. Nó tép thì được, không bao giờ nó cháy được, phân tần không bao giờ hỏng, nó chỉ như một bóng đôi lúc chúng ta phá quá nó có thể bị cháy. Cái bóng này là nó ngâm 5.000 đồng một cái, chỗ mình có anh em nhá. Anh em có thể là vào cơ sở mình mua. Đấy, xong này cái đây, cái loại mình sẽ đưa ra cho anh em xem rất cận cảnh luôn này. Đấy, 500k một đôi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đấy, nó sẽ có thể là lắp trực tiếp luôn. Đấy, anh em trong quá trình bán hàng thì mình gặp rất nhiều anh em là đang mắc kẹt hoặc là đang rất là nỗi ám ảnh về chất tép, thì mình sẽ nhấn mạnh với các bạn
tép chết bây giờ là không phải sợ nữa. Là chúng tôi ở Bắc Cạn nhé, tôi ra đời xưởng năm vào tháng 3 2020. Đây là thì kể từ đó thì chúng tôi đã có một cái bước đột phá rất lớn, có thể là sản xuất ra những cái dòng loa tép chống cháy 100%. Đấy, anh em yên tâm nhá. Đấy, còn có rất nhiều mẫu nữa nhưng hôm nay mình sẽ làm cái video này dành riêng cho một cái mẫu 500 này để anh em có thể xem kỹ hơn và sẽ chọn cho mình một đôi về và gõ nhá. Đấy, ok, 500k đây, chỉ cho anh em xem lại chất âm một lúc. Mình và anh ơi, cái tép có bị hú không, thì cái hú hay không là do cái kỹ năng của chúng ta chứ không phải do thiết bị. Đấy, anh em nhá, hú hay không là do kỹ năng của chúng ta nhá. Kỹ năng cân chỉnh thì là những cái nút hú đấy là nó nằm ở trong dàn master của đẩy hoặc của âm ly. Anh em nhá, anh em có thể tự cân chỉnh. Hú là do áp suất tép trong một khí quá mạnh thì làm cho mic nó không chịu nổi thì nó mới bị hú. Đấy, anh em có thể để lệch loa tép đi 45 độ hoặc là chúng ta có thể cân chỉnh. Việc chỉnh thì chúng ta có thể chỉnh mic trước xong bắt đầu chúng ta mới chỉnh nhạc sau nhá, thì nó ok được. Chứ anh em cứ nhạc với mic chúng ta giống lên là không biết cái nào trái cái nào phải thì anh em không chỉnh được đâu. Mình chỉnh như thế này nhá. Đấy, xong rồi chúng ta mới được bật tăng nhạc lên này. Đấy, việc chỉnh là chúng ta có thể chỉnh mic trước xong rồi nhạc sau nhá. Giới thiệu cho anh em một mẫu tép 250, mình dẫu phổ thông và bình dân nhất mà nó hiệu suất nó rất là cao. Cái này là củ China xịn. Đấy, cái dòng tải trên côn là 5W. Đấy là 250W nhá. Anh em về gõ thoải mái, không sợ cháy. Đấy, anh em có thể vào kênh điện tử Phương Lưu thì là có thể là vào giao lưu và mua hàng. Đấy, cái số điện thoại mình trên kia anh em có thể xem kỹ video này thì có thể là điện ngay cho tôi sẽ lấy địa chỉ để ship hàng cho. Hàng đến nhà anh em được phép kiểm tra 50 phút là ok thì trả tiền anh em nhá. Đấy anh em nhá. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem cái bản tin của mình trên YouTube. Vừa rồi mình sẽ giới thiệu rất cận cảnh rồi. Đấy, anh em cảm thấy nó chưa nhuần nhuyễn thì anh em có thể xem kỹ lại video này rồi thì đặt hàng và mình sẽ gửi cho ship toàn quốc anh em nhá. Cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem YouTube. Đấy, mà anh em nếu mà trong cái lĩnh vực âm thanh thì mình sẽ chuyên tư vấn kỹ thuật thì anh em có thể là vào đăng ký kênh của mình thì anh em có thể được dễ dàng kết nối với nhau hơn. Và mình sẽ tư vấn cho những cái lĩnh vực audio mà nếu có cái gì đó mới nhất mình sẽ phô cho anh em để anh em chúng ta cùng thưởng thức chất âm hay nhá. Cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem bản tin. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá. Chào tạm biệt anh em nhá.